Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video chia sẻ với các bạn cách xem lịch đá bóng World Cup 2022 ở ngay trên điện thoại nhé các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng một cái iPhone và khi mà chúng ta xem lịch đấy các bạn này. Ở đây ví dụ như ngày 20, tất cả các cái sự kiện thì nó có dấu chấm ở phía dưới tất cả các ngày nhé. Thì ở đây mình sẽ chọn các ngày thì nó cái lịch nó hiện ở ngay trên điện thoại của mình luôn. Các bạn có thể sử dụng ở trên iPhone hoặc là trên các cái máy điện thoại sử dụng hệ điều hành Android nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Rồi, điều đầu tiên ở trên iPhone nhé, chúng ta vào cài đặt, chúng ta kéo xuống dưới, chúng ta vào mật khẩu và tài khoản này các bạn này, đây nhé. Chúng ta chọn thêm tài khoản. Đây cái mũi tên đây. Chúng ta chọn khác. Chúng ta chọn thêm lịch đã đăng ký. Và ở đây là máy chủ. Máy chủ thì cái đường dẫn này mình để ở dưới ngay video. Các bạn có thể copy và dán cái này vào nhé. Chúng ta bấm tiếp. Đang xác minh. Cái này mô tả thì nó tự động nó vào. Chúng ta có thể thay tên cũng được các bạn. Rồi sau đây chúng ta bấm lưu. Rồi thế là xong nhé các bạn nhé. Ở trên iPhone thì rất là đơn giản. Và khi mà chúng ta vào lịch này, đây ví dụ mình thoát ra ngoài, ví dụ như tháng 11 này nó có một cái sự kiện, đó là nó có đánh dấu tất cả các cái sự kiện có dấu chấm ở phía dưới tất cả các ngày. Đây là có sự kiện này, ví dụ như ngày 30 thì có tất cả các cái vòng đấu bảng của World Cup nó hiện ở dưới này. Ví dụ như ở đây có thời gian đấy, có tên bảng đội nào thi đấu này, sân vận động nào này, rất là đơn giản các bạn. Đây ví dụ như ngày 25 này, đây ví dụ như ở khi nào chung kết, chúng ta chung kết thì ngày 18 này. Ở đây có tất cả rất là nhiều ngày. Còn ở trên hệ điều hành Android thì các bạn tham khảo theo cách sau đây nha các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.